Dòng sông bất ngờ nhuộm đỏ máu tại thành phố Trung Quốc, cảnh sát vào cuộc phát hiện nguyên nhân bất ngờ. Cư dân sống tại một thành phố Trung Quốc tá hỏa khi chứng kiến cảnh dòng sông ngập trong máu. Nước trên sông đột ngột chuyển sang màu đỏ, lan tỏa trong một khu vực giống như cảnh tượng trong các bộ phim về thảm họa. Người dân địa phương hết sức lo lắng và đã thông báo với giới chức địa phương khi họ ngửi thấy mùi máu. Quan chức bảo vệ môi trường Trung Quốc có mặt tại thành phố Zhuzhang đã mở một cuộc điều tra và phát hiện lò mổ gần đó đã làm ô nhiễm nước sông. Máu của các con vật được xả thẳng xuống sông một cách vô trách nhiệm. Các quan chức môi trường tìm được lò mổ gây ô nhiễm nhờ truy dấu vết theo đường ống dẫn nước thải. Chủ lò mổ nói ông không lường trước sự việc lại nghiêm trọng như vậy, theo quan chức Trung Quốc. Một người dân địa phương giấu tên nói, dòng sông bỗng nhiên chuyển màu đỏ chỉ trong thời gian ngắn. Mọi chuyện vẫn bình thường vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng chỉ một giờ sau đó, lan tỏa khắp khu vực là một màu đỏ với mùi máu. Công tác khắc phục sự cố diễn ra suốt cả ngày để làm sạch đường ống, gây ô nhiễm và dọn dẹp dòng sông. Cho đến chiều tối, vụ việc được cho là đã được giải quyết, nhưng hiện không rõ liệu lò mổ này có bị phạt hay bị tước giấy phép hay không. Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống sinh con khiến triệu người cảm động. Mặc dù khi chào đời, các bác sĩ nói sẽ không thể sống qua một tuổi vì mắc căn bệnh hiếm gặp, nhưng cô gái người Úc vẫn vượt qua tất cả và còn mang bầu và sinh con. Sinh ra với căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp, Sherry Shaila sinh sống tại Úc dường như không có cơ bắp cả lẫn tay và chân. Ngay khi chào đời, cô đã được các bác sĩ cảnh báo có thể sẽ không sống qua sinh nhật một tuổi. Dị tật bẩm sinh có tên Arteriosclerosis Multiple Congenita khiến các mô mỡ của cô gái rất nhỏ và dường như không thể uốn cong các khớp. Sherry Shaila đã phải trải qua tới hơn 20 ca phẫu thuật để giảm bớt tình trạng bệnh, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan và cuối cùng cô quyết tâm sống chung với chúng. Tại thời điểm đó, các bác sĩ cũng nói với gia đình rằng nên mua cho cô một chiếc xe lăn vì cô có thể phải ngồi xe lăn cả đời. Nhưng trái với những lo lắng của bác sĩ, Sherry Shaila đã bước đi những bước đầu tiên khi được 5 tuổi và điều này đã khiến cho mọi người vô cùng ngỡ ngàng. Sherry Shaila gặp gỡ người chồng hiện tại của mình, Andrish, người cũng mang dị tật cột sống nhưng ở mức độ nhẹ, ở Tây Phi và hai người đã kết hôn hồi tháng 3 năm 2015. Ngay sau đám cưới, cặp đôi đã có con, nhưng đáng tiếc là bà mẹ này đã bị sảy thai. Ca sảy thai đã khiến vợ chồng cô vô cùng đau lòng và rất lo lắng cho việc sinh nở trong tương lai. Nhưng may mắn chỉ một năm sau đó, họ đã đón đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh đáng yêu và hoàn toàn bình thường. Cơ thể Sherry Shaila dường như không có cơ bắp, khiến cô gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là khi mang bầu. Theo các chuyên gia, Sherry Shaila, người chỉ cao 1,22m, quá nhỏ bé để mang bầu và cho em bé trong bụng phát triển bình thường. Các bác sĩ đã nói với tôi rằng có lẽ tôi không thể có con, nhưng họ không nói với tôi lý do tại sao, bà mẹ 22 tuổi nói. Vì vậy, bà mẹ này vẫn quyết định tiếp tục có con và khi thai kỳ đến tuần thứ 29, cặp đôi đã phải chuyển đến Melbourne để được gần bệnh viện. Và với vóc dáng nhỏ bé, thay vì sinh thường, cô đã có một ca sinh mổ gây mê toàn thân. Lúc đầu các bác sĩ chỉ muốn gây tê ngoài màng cứng và tôi có thể tỉnh táo. Nhưng vì cột sống của tôi không thẳng, vì vậy họ đã phải gây mê tổng thể. Như một phép lạ, bé Hayden đều sinh ra khỏe mạnh, dài 47cm và nặng gần 2,5kg và đặc biệt không mang bất cứ khuyết tật gì. Dù đã có ca mang bầu sinh nở thành công, nhưng Sherry Shaila cho biết mặc dù cô rất thích làm mẹ, nhưng nhiều khi cũng buồn vì không thể làm được nhiều việc cho con như mọi người. Tôi có thể thay tã cho con, nhưng mất rất nhiều thời gian và tôi cần sự giúp đỡ bởi vì tôi không thể nhấc chân lên. Khi bé còn nhỏ, người giúp việc của chúng tôi sẽ giữ Hayden trong bồn tắm để tôi có thể tắm cho con. Nhưng bây giờ khi bé đã đủ lớn và biết ngồi trong bồn tắm, tôi không thể uốn cong đầu gối của tôi để cúi xuống và tự mình tắm cho bé. Khi chúng tôi đi chơi, tôi muốn có thể giữ bé trong hồ bơi và làm tất cả những điều mà Trish, chồng của Shaila, làm với bé. Vì có nhiều việc không thể tự mình làm nên chồng của Shaila chính là người chăm sóc chính cho cô và Hayden. Gia đình cô cũng đã phải thuê một người chăm sóc đến nhà 5 ngày một tuần trong vòng 3 giờ để giúp đỡ. Bà mẹ trẻ cũng cho biết cô cũng vô cùng thất vọng khi một số người hay làm tưởng cô là chị của bé Hayden thay vì là mẹ và nói chuyện rất thiếu tôn trọng cô.
Mọi người thường nhầm lẫn tình trạng của tôi là một căn bệnh hoặc khuyết tật về trí tuệ, nhưng đó không phải là trường hợp của tôi chỉ là một người mẹ khuyết tật thôi. Trước bà mẹ này cũng có những bà mẹ dù mang những dị tật bẩm sinh hiếm gặp, khiến cơ thể không lành lặn, nhưng vẫn quyết tâm sinh con khiến cộng đồng phải nể phục. Kinh ngạc cây mít bị chặt tận gốc vẫn trĩu quả xưa nay chưa từng thấy. Gốc mít trọc vẫn ra quả là điều xưa nay chưa thấy bao giờ. Thế nên, nó nhanh chóng gây chú ý và thu hút rất nhiều khách thập phương cũng như người dân trong vùng hiếu kỳ đến xem. Gốc mít kỳ lạ trên là thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy, ngụ xóm 3 xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Gốc mít nằm ở vị trí giáp ranh giữa vườn nhà bà Thủy với nhà bố mẹ chồng. Sở dĩ gốc mít này gây chú ý là bởi sự bất thường là vì dù chỉ cao 30cm và đường kính 20cm không có cành, nhưng vẫn ra rất nhiều quả quanh gốc. Hiện quanh gốc còn hơn 10 quả cả to lẫn nhỏ. Được biết, tháng 2 năm 2016, nhà bà Thủy thuê máy múc về hạ độ cao của vườn xuống 1,5m. Xung quanh mít cũng bị đào hết đất. Đến tháng 4 năm 2016, cây mít bị chặt đi. Tuy nhiên kỳ lạ thay, khi đến mùa thu, từ gốc mít đã mọc lên những chồi non xanh tươi. Nhưng cành lên cao tầm 1m thì một số người trong làng đến cắt về cho dây ăn, gốc mít lại trọc như cũ. Đầu năm 2017, khi mùa mít ra quả, quanh gốc mít nhà bà Thủy bỗng nhiên xuất hiện hàng chục quả phê tròn. Bà Thủy đinh ninh gốc mít ra quả giả vậy thôi, nhưng không ngờ tất cả các quả mít đều đậu và lớn như bình thường như những cây mít khác. Quả mít chín bổ ra vẫn có múi to và ngọt như thường. Chuyện gốc mít có thể ra quả và quả còn phát triển chính như quả của các cây mít khác nhanh chóng gây sự chú ý đến nhiều người dân trong vùng. Bởi xưa nay, chuyện kỳ lạ này chưa từng xảy ra bao giờ. Thậm chí, rất nhiều khách thập phương cùng hiếu kỳ tìm đến nhà bà Thủy để được tận mắt chứng kiến chuyện lạ có thật này. Bà Thủy cho biết, gốc mít này vốn là một cây mít bợ, mít mật, được bố chồng bà là ông Nguyễn Nghĩa Võ, 84 tuổi, trồng cách đây khoảng 20 năm. Điều đáng nói ở đây, không thân không cành, chỉ lác đác vài chiếc lá, những gốc mít vẫn cho quả sai như thật. Chính vì thế, đến tận hôm nay, vẫn có rất nhiều người đến nhà bà Thủy để xem, chụp ảnh, quay phim về gốc mít kỳ lạ này. Cuộc sống bất biến qua 20.000 năm của bộ lạc rừng Amazon. Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Brazil Ricardo Stuckert hé lộ phần nào cuộc sống xa lánh văn minh của bộ lạc người da đỏ trong rừng nhiệt đới Amazon. Giữa thế kỷ thứ 21 mà vẫn có những người không liên hệ gì với thế giới văn minh, giữ nguyên lối sống như tổ tiên của họ 20.000 năm trước. Điều đó thực sự mang lại cảm xúc rất mãnh liệt. Ricardo Rocket diễn tả lại cảm giác khi vô tình bắt gặp bộ lạc thiểu số sống trong rừng nhiệt đới Amazon. Rocket đến bang AC, Tây Bắc Brazil vào đầu tháng 12 để ghi lại hình ảnh các bộ lạc bản địa Brazil. Hôm ngày 18 Tây tháng 12, trực thăng của ông gặp bão gần biên giới Peru nên phải bay vòng, vô tình giúp cả đoàn tìm thấy bộ lạc da đỏ vô danh trên. Họ có dân số khoảng 300 người, sống quanh vùng thượng nguồn hai con sông Humaita và Eniva, bang AC Tây Bắc Brazil, trong những túp liệu lớn làm bằng rơm rạ, gọi là Malusa. Sau khi phát hiện chiếc trực thăng, ban đầu thành viên thuộc bộ lạc có vẻ hoảng hốt và bắn tên về phía máy bay, nhưng họ dần tỏ ra tò mò nhiều hơn sợ sệt. Cũng có mặt trên chuyến bay cùng ông Trocket, ông Jorge Carlos Meriles, chuyên gia thuộc Quỹ Nghiên cứu Người Da Đỏ Brazil, FUNAI khẳng định, hành động bán tên là dấu hiệu kháng cự lành mạnh với ý nghĩa, để chúng tôi yên, đừng làm phiền. Meriles có thâm niên hơn 40 năm tìm hiểu về các bộ lạc bản địa. Bộ lạc này sống du cư, sinh hoạt trong những túp liều lớn làm bằng rơm rạ, có thể chứa từ 80 đến 100 người, gọi là Malusa, và chuyển không gian sống theo chu kỳ khoảng 4 năm. Không những vậy, họ còn chế tác thép thành rìu mã tấu để khai hoang, canh tác nông nghiệp. Cuộc sống bộ lạc khá sung túc nhờ nguồn lương thực dồi dào. Bang AC có chính sách bảo vệ rừng và cư dân bản địa rất nghiêm ngặt, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ tộc thiểu số sinh sống. Tuy vậy, các nhóm khai thác gỗ đào vàng, buôn lậu ma túy, hoạt động trái phép sát biên giới Peru vẫn đang đe dọa cuộc sống cộng đồng này.
Khi không gian sống bị những người khai thác gỗ hoặc đào vàng lấn chiếm hết, số phận của những bộ lạc sẽ kết thúc. Họ có thể sẽ biến mất hoàn toàn khỏi trái đất mà chúng ta chẳng hề hay biết gì, ông Merriless cảnh báo. Nhiều bộ lạc thiểu số tại rừng rậm nhiệt đới Amazon từng bị tiêu diệt chính vì những lý do tương tự. Ricardo hy vọng quyển sách ảnh Bradley Sirot của mình sẽ được xuất bản, đánh thức sự tò mò và các giá trị đạo đức cho thế hệ mai sau. Trong ảnh là hình vẽ phức tạp bí ẩn trên cơ thể của một người trong bộ tộc. Một ngôi nhà dài của cư dân bộ lạc, đây là thứ đã thu hút sự chú ý của Stuckert khi ông từ máy bay nhìn xuống. Trải nghiệm đó khiến tôi xúc động sâu sắc. Chúng ta sống trong thời đại con người mà phải bước đi trên mặt trăng, nhưng ở Brazil vẫn có những cư dân bản địa sống theo cái cách mà nhân loại đã xây dựng từ cách đây hàng chục nghìn năm. Nhiếp ảnh gia người Brazil nói về cuộc gặp gỡ bất ngờ với tộc người bí ẩn sống sâu trong rừng Amazon.